Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Tình Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hành lần thứ 1300. Ngoài phần tin tức, thông báo cộng đồng và bình luận, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Tình Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hủy bỏ Obamacare. Thượng viện Mỹ cứu chính phủ khỏi đóng cửa. Mỹ họp với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Bàn về vấn đề Biển Đông. Tổng thống Trump tuyên bố nhất định sẽ có hòa bình giữa Do Thái và Palestine. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp kết thúc trong căng thẳng. Hai Tổng thống Trump và Putin điện đàm về vấn đề Syria và Nam Hàn. Và sau cùng là tướng Lương Xuân Việt được bổ nhiệm đến Nam Hàn. Sau đây là phần tin chi tiết, tin Hoa Tình Đốn. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật hủy bỏ các phần chính của chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare và thay thế bằng một kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Đảng Cộng Hòa. Đây là thắng lợi pháp lý lớn nhất đối với Tổng thống Donald Trump tính tới nay và hứa hẹn một cuộc chiến khó khăn hơn khi dự luật này được chuyển tới Thượng viện. Với tỷ lệ 217 trên 213 phiếu, phe Cộng Hòa đạt được đủ sự ủng hộ để đẩy dự luật này đi qua Hạ viện và bước kế tiếp là đưa lên Thượng viện. Dự luật không được một phiếu ủng hộ nào từ các dân biểu đảng Dân Chủ. Diễn tiến này là một bước quan trọng hoàn tất một trong những cam kết của ông Trump thời tranh cử và cũng hoàn thành nguyện vọng 7 năm qua của phe Cộng Hòa muốn dỡ bỏ luật chăm sóc sức khỏe mang dấu ấn của Tổng thống Obama. Chặng đường tiếp theo tại Thượng viện hứa hẹn còn nhiều cam go. Khoảng 20 triệu người Mỹ được bảo hiểm sức khỏe dưới luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng 2010. Các nghị sĩ Cộng Hòa phản đối, dẫn giải lý do luật này làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe lên cao. Dự luật của phe Cộng Hòa đưa ra vừa được Hạ viện thông qua có tên gọi là Đạo luật chăm sóc sức khỏe Mỹ, nhằm hủy bỏ hầu hết các nội dung chính của Obamacare, kể cả việc phạt những ai không mua bảo hiểm sức khỏe. Dự luật mới cũng cắt bớt quỹ tài trợ cho Medicaid, chương trình cung cấp bảo hiểm cho người nghèo và rút lại phần lớn những khoản mở rộng của Medicaid. Tin Hoa Tình Đốn, Thượng viện Mỹ hôm 4 tháng 5 thông qua dự luật chi tiêu trị giá 1.2 ngàn tỷ đô la để giữ cho chính phủ vẫn mở cửa hoạt động cho tới hết tháng 9 năm nay. Tổng thống Donald Trump sẽ ký thành luật trước thời hạn chót tối thứ Sáu. Các thượng nghị sĩ cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ biểu quyết ủng hộ dự luật với tỷ số 79 trên 18. Trước đó, dự luật này được Hạ viện thông qua với số phiếu 309 trên 118 hôm 3 tháng 5. Giờ đây, dự luật đang được chuyển tới Tổng thống để ký ban hành. Dự luật không bao gồm một số mục mà ông Trump đề nghị, nhưng sẽ ký trước 12 giờ khuya đêm thứ Sáu. Vì nếu không, chính phủ sẽ phải đóng cửa ngưng hoạt động vì không có ngân sách chi tiêu. Sau khi văn kiện này chính thức thành luật, hành pháp và lập pháp phải ngay lập tức tập trung vào thời hạn chót kế tiếp là ngày 1 tháng 10. Các nhà lập pháp hy vọng sẽ thông qua các dự luật chi tiêu thông thường, nhưng tiến trình dường như bị phức tạp hóa bởi các nỗ lực của phe Cộng Hòa muốn hủy bỏ Obamacare, viết lại mã thuế và cần phải đạt thỏa thuận nâng mức nợ tối đa vì dự trù mùa thu này sẽ chạm mức nợ tối đa hiện nay. Theo dự luật vừa được Thượng Hạ viện thông qua, ngân quỹ dành cho ngũ giác đài gia tăng vốn là một ưu tiên của Tổng thống và Đảng Cộng Hòa. Dự luật chưa hoàn hảo nhưng khá hơn cách chúng ta đang chi tiêu ngân quỹ hiện nay và cách đây một năm. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ryan Blunt tuyên bố tại Thượng viện. Phe Dân Chủ cũng xem việc thông qua dự luật vừa kể là một thắng lợi
vì luật chi tiêu này sẽ không tài trợ cho các ưu tiên Tổng thống Trump đề ra, kể cả một ngân khoản để xây tường biên giới với Mexico. Dự luật chi tiêu ngân sách lần này không bao gồm các khoản cắt giảm chi tiêu trong các chương trình nội địa mà ông Trump đề nghị, đồng thời tăng thêm 2 tỷ đô la cho Viện Y tế Quốc gia, 407 triệu cho chương trình chống hỏa hoạn cho các tiểu bang miền Tây, 295 triệu đô la cho chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid trong vùng Puerto Rico. Dự luật bổ sung 12.5 tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng và thêm 2.5 tỷ đô la nữa sau khi ông Trump đưa ra chi tiết kế hoạch chống nhà nước Hồi giáo. Tin Hoa thịnh đốn, Ngoại trưởng Mỹ ngày 4 tháng 5 chủ tọa một cuộc họp đặc biệt với Ngoại trưởng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại thủ đô Washington, củng cố đối tác chiến lược và đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ đôi bên, theo thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Tại cuộc họp, ông Rex Tillerson đã nhấn mạnh rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump và rằng ASEAN là đối tác quan trọng. Trong một thông cáo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á hoan nghênh cam kết của Mỹ đối với ASEAN. Một ngày trước, trong cuộc đối thoại Mỹ-ASEAN hôm 3 tháng 5, các giới chức cao cấp của Mỹ, 10 nước ASEAN và thư ký ASEAN đã thảo luận hợp tác trong các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế và nhấn mạnh cam kết chung về thăng tiến hòa bình, an ninh, thịnh vượng khu vực. Tại cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ và ASEAN, các bên thảo luận về căng thẳng bán đảo Triều Tiên do các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên và mối đe dọa lớn từ hoạt động này đối với ổn định khu vực. Các ngoại trưởng cũng thừa nhận cần phải thực thi đầy đủ tất cả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao nói Ngoại trưởng Tillerson và giới chức tương nhiệm từ 10 nước ASEAN cũng tái khẳng định tuân hành trật tự dựa trên luật lệ ở châu Á-Thái Bình Dương và các nguyên tắc chung đã nêu rõ trong thông cáo chung của cuộc họp thượng đỉnh, đặc biệt giữa lãnh đạo Mỹ và ASEAN năm 2016, bao gồm giải pháp ôn hòa cho tranh chấp, tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao và tuân hành luật quốc tế. Vẫn theo người phát ngôn Nauert, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tillerson cũng lưu ý những quan ngại chung của các nước trong khu vực về các hoạt động quân sự hóa và bồi đắp đất ở Biển Đông. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm rằng, tại cuộc họp đặc biệt này, Ngoại trưởng Mỹ ASEAN đã nhấn mạnh rằng các nước Đông Nam Á và Trung Quốc cần phải bảo đảm thực thi trọn vẹn, hiệu quả tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông và đề cập tới các nỗ lực hướng tới việc sớm chung quyết một bộ quy tắc ứng xử ý nghĩa. Ngoài vấn đề Bắc Triều Tiên và Biển Đông, Mỹ ASEAN cũng bàn về đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao nói, Ngoại trưởng Tillerson trong cuộc gặp cũng bày tỏ ý định đại diện Mỹ tham dự diễn đàn khu vực ASEAN, thượng đỉnh cấp bộ trưởng Đông Á và các cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Mỹ với ASEAN vào tháng 8 tới đây tại Philippines. Tin tổng hợp, dù rằng không có nhiều triển vọng thành công, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư hứa hẹn sẽ làm tất cả những gì cần làm để có được một thỏa thuận hòa bình giữa Do Thái và Palestine. Trong cuộc gặp gỡ tại Tòa Bạch Ốc với nhà lãnh đạo Palestine, Chủ tịch Mahmoud Abbas, ông Trump hứa sẽ tái khởi động tiến trình thương thảo hòa bình Trung Đông đang bị bế tắc và cũng là điều mấy đời Tổng thống Mỹ trước đây từng cố gắng nhưng không thành công. Ông Trump cho hay, ông sẽ là người trung gian, người trọng tài hay là người hỗ trợ, tạo cơ hội cho hai phía có thỏa thuận. Chúng ta sẽ làm được điều này, ông Trump nói một cách lạc quan với ông Abbas. Tôi cương quyết làm việc với phía Do Thái và Palestine để có thỏa thuận. Tuy nhiên, bất cứ thỏa thuận nào cũng không thể do sự áp đặt của Mỹ
hay quốc gia nào khác mà người Palestine và người Do Thái phải cùng nhau đạt thỏa thuận đó để cho người dân hai nước được sinh sống, thờ phượng, phát triển và thịnh vượng trong hòa bình. Tổng thống Trump cho biết tiếp, hiện chưa rõ do đâu ông Trump có sự lạc quan này, vì ông không đưa ra chi tiết hay cho thấy nỗ lực của ông sẽ khác với các nỗ lực trong hai thập niên qua với các cựu tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama. Tất cả đều cố gắng mà không đạt được. Các giới chức Palestine sau cuộc họp cho hay Tổng thống Trump không đưa ra đề nghị cụ thể nào để tái khởi sự cuộc thương thảo. Khi được hỏi rằng kế hoạch của Tổng thống Trump sẽ khác như thế nào so với các nỗ lực trước đây, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer chỉ nói, ông ấy khác với những người kia. Tin Paris, hôm 5 tháng 5, cả hai ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen đã mở các cuộc họp cuối cùng. Bà Le Pen đã chọn một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc nước Pháp để tập hợp những người ủng hộ. Trước đó, khi đi vận động tranh cử ở miền Tây nước Pháp, bà đã bị những người biểu tình chống cực hữu ném trứng vào người. Trả lời phỏng vấn một nhật báo địa phương, tờ La Provence, ứng cử viên cực hữu tuyên bố là nếu đắc cử tổng thống, bà sẽ tìm những người tài giỏi ở mọi nơi, gián tiếp nhắn gửi đến các chính khách đảng cánh hữu, những người Cộng Hòa. Về phần ứng cử viên Macron, ông đã mở cuộc họp cuối cùng ở thành phố Albi, miền Tây nước Pháp. Khi đến thành phố này, cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp đã bị khoảng 50 nhà hoạt động công đoàn phản đối về đạo luật lao động gây tranh cãi. Đạo luật mà ông Macron vẫn từ chối sẽ xóa bỏ nếu đắc cử tổng thống. Ông Macron nay lại phải chống đỡ với một tin đồn được lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội rằng ông có tài khoản bí mật ở thiên đường thuế Bahamas. Ứng cử viên cánh trung đã đệ đơn kiện về vụ này và Viện Công tố Paris đã mở điều tra sơ bộ. Sau cuộc tranh luận trên truyền hình ngày 3 tháng 5, mà ông Macron được đánh giá là có sức thuyết phục hơn bà Le Pen, Viện Ebel đã thực hiện một cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu của cử tri. Theo kết quả được công bố, số người có ý định bỏ phiếu cho ứng cử viên cánh trung đã tăng trở lại, cụ thể tăng lên 62% so với 38% của bà Le Pen. Thêm 3 điểm so với cuộc thăm dò cũng do Viện Ipsos thực hiện trước khi diễn ra tranh luận trên đài truyền hình. Cũng theo cuộc thăm dò nói trên, ông Macron sẽ nhận được nhiều phiếu hơn bà Le Pen từ những cử tri đã bầu cho các ứng cử viên thất cử ở vòng đầu. Chẳng hạn như có đến 45% cử tri của ông François Fillon cho biết sẽ bầu cho ứng cử viên cánh trung và chỉ có 32% bầu cho ứng cử viên cực hữu. 23% không cho biết ý định bỏ phiếu. Thế nhưng, cho đến nay vẫn chỉ có 68% số người được hỏi tuyên bố chắc chắn sẽ đi bầu, tức là tỷ lệ cử tri tham gia năm nay có thể sẽ thấp hơn so với các cuộc bầu cử tổng thống trước đây. Kể từ giữa đêm 5 tháng 5, khi chiến dịch tranh cử chính thức kết thúc, báo chí Pháp sẽ không được quyền đăng hoặc phát bất cứ kết quả thăm dò nào cũng như bất cứ tuyên bố nào của các ứng cử viên cho đến 8 giờ tối ngày 7 tháng 5, khi các kết quả đầu tiên được công bố. Tin Bạc Tư Khoa, Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm vào hôm 2 tháng 5, bàn về các giải pháp cho xung đột tại Syria. Đây cũng là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai tổng thống sau khi Hoa Kỳ không kích một căn cứ không quân của Syria nhằm đáp trả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Điện Cẩm Linh mô tả cuộc trò chuyện là mang tính cách xây dựng và giống như một cuộc đàm phán thương mại. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng người dân Syria đã phải chịu đựng quá lâu
và mọi bên liên quan cần phải nỗ lực hết sức để chấm dứt tình trạng bạo lực. Ông Trump và ông Putin đã thảo luận về việc thành lập một vùng ổn định tạm thời tại Syria như một bước tiến hòa bình và để hỗ trợ nhân đạo cho thường dân, những người đã kẹt trong cuộc nội chiến suốt 6 năm qua. Hoa Kỳ cũng hứa sẽ gửi đại diện đến tham gia cuộc đàm phán trong tuần này tại Kazakhstan để thương lượng cho một thỏa thuận ngưng bắn tại Syria. Cuộc điện đàm giữa hai tổng thống dài khoảng 30 phút và do ông Putin gọi tới. Một viên chức tòa Bạch Ốc lại cho biết cuộc trò chuyện thật ra không có tiến triển nào đáng kể và chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa chắc chắn về sự nghiêm túc của Mạc Tư Khoa trong ý định giải quyết xung đột ở Syria. Ngoài vấn đề Syria, ông Trump và ông Putin cũng thảo luận về mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn và chương trình hỏa tiễn của nước này. Cả hai đều đồng ý rằng tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay ở trong tình trạng khá nguy hiểm. Tin tổng hợp, thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1 tháng 5 cho hay, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ sẽ điều động và giao trách nhiệm mới cho 26 sĩ quan cấp tướng, trong đó có chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Vị chuẩn tướng người Mỹ gốc Việt hiện giữ chức Tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh Lục quân Trung ương Hoa Kỳ. Ông đóng tại căn cứ Không quân Shaw, tiểu bang South Carolina. Bộ Tư lệnh Lục quân Trung ương chuyên phụ trách các vùng Trung Đông, Trung Á và Nam Á. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn tướng Lương Xuân Việt, 52 tuổi, sẽ được giao nhiệm vụ phó tư lệnh quân đoàn 8 của quân đội Hoa Kỳ đồn trú ở Hàn Quốc. Thông cáo không ấn định ngày tướng Lương Xuân Việt sẽ được chính thức sang Hàn Quốc để đảm nhiệm chức phó tư lệnh đặc trách hành quân. Trang web của quân đoàn 8 vào ngày 2 tháng 5 vẫn chưa ghi tên và chức vụ của chuẩn tướng Lương Xuân Việt, người hiện đang giữ chức phó tư lệnh phụ trách hành quân của quân đoàn 8. Theo trang web là chuẩn tướng Thomas C. Graves và vị tư lệnh của quân đoàn là trung tướng Thomas S. Vandal. Quân đoàn này đã hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương từ năm 1944, thể hiện quyết tâm của Mỹ hỗ trợ các đồng minh trong khu vực và ngăn chặn các đối thủ vẫn đang hoạt động. Ưu tiên hàng đầu của quân đoàn là sự sẵn sàng chiến đấu trong tình trạng hiện tại của bán đảo Triều Tiên, ít ra về mặt lý thuyết vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan bất vụ lợi đã phục vụ cộng đồng người Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã nhiều năm qua. Đài luôn luôn giữ vững lập trường và chủ trương sau đây. Thứ nhất là một cơ quan bất vụ lợi, không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào hoặc một cá nhân nào. Thứ hai, cung cấp một phương tiện truyền thông hữu ích cho cộng đồng người Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thứ ba, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp hay có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn hay Vietnamese Public Television VPTV 2800 Juniper Street, Suite 11, Fairfax, Virginia 22031, số điện thoại 703-560-3300. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Gia đình ông Nguyễn Hữu Tấn đang giữ lại thi hài của ông để yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phải minh oan cho ông. Nếu không thì họ sẽ đưa thi hài đến khắp các cơ quan công quyền trong tỉnh để chất vấn. Hôm thứ Sáu, 5 tháng 5, dẫn lời ông Nguyễn Hữu Quang, cha của ông Nguyễn Hữu Tấn cho biết gia đình quyết định để thi hài cho đến ngày 8 tháng 5 để chờ công an minh oan cho con trai của ông.
Ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt hôm thứ Ba, 2 tháng 5 để điều tra vì nghi ông Tấn may và phân phát cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Tấn bị bắt sau khi có nhiều cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện trong ngày 30 tháng 4 vừa qua tại một số cột điện ở thị xã Bình Minh và huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong cuộc xét nhà khi bắt giữ ông Tấn, công an chỉ tìm thấy một mảnh vải vàng duy nhất được dùng để bọc hộp nước yến. Vào sáng thứ Tư, ông Tấn được tìm thấy chết trong phòng hỏi cung của công an, thi thể mang vết cắt dài ở cổ, trên đầu có nhiều thương tích, dập nát. Công an Vĩnh Long nói rằng ông Tấn đã lấy dao rọc giấy của viên chức hỏi cung để tự sát. Nhưng gia đình không tin câu chuyện đơn giản như vậy với những thương tích trước mắt. Gia đình hiện cử hành tang lễ và cho khách đến viếng linh cữu ông Tấn. Ông Quang cho biết khách vào nhà thì không sao, nhưng khi đi ra thì bị người của chính quyền xét hỏi. Trong ngày thứ Năm, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy công bố một bức thư lên tiếng về trường hợp ông Nguyễn Hữu Tấn gửi cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các nghị viên và chính phủ Hoa Kỳ và châu Âu. Bức thư mô tả đây là một vụ công an dựng chuyện bắt người, dùng nhục hình bức tử, dẫn đến cái chết thương tâm của một con người. Một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, giáo hội yêu cầu nhà cầm quyền làm sáng tỏ vấn đề để trả lại công bằng cho nạn nhân. Vào khoảng 16h30 chiều ngày 2 tháng 5 năm 2017, khoảng 10 tên côn đồ đã đột nhập phòng trọ của nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh, hành hung và đánh đập chị cùng với hai người bạn đang ở cùng phòng. Chị Lê Mỹ Hạnh cho biết, tôi đã đến Sài Gòn từ ngày hôm qua. Ngày hôm nay, tôi đến thăm người bạn của tôi là chị Hương Nguyễn tại phòng trọ của chị ấy. Khi tôi vừa vào được một lúc thì có khoảng 10 tên côn đồ mình đầy xăm trổ đã đạp cửa xông vào phòng trọ và họ bắt đầu hành hung, đánh đập, tấn công cả ba chúng tôi. Họ dùng chân đạp vào đầu, vào bụng, đá vào mặt và dùng tay đấm túi bụi. Sau đó một nickname Facebook Phan Hùng, có tên thật là Phan Sơn Hùng, sống tại quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn đã lên tiếng xác nhận chính hắn ta và đồng bọn đã hành hung chị Lê Mỹ Hạnh. Hắn đưa video tự quay cảnh tượng này lên Facebook như là một bằng chứng và viết: màn chào mừng thành viên cờ vàng ba sọc đỏ Lê Mỹ Hạnh tại đất Sài Gòn. Còn thằng ba que nào muốn xuyên tạc, kích động, lăng mạ lãnh tụ, bạo loạn lật đổ nữa thì cứ lên tiếng. Hắn thách thức dư luận và người dân tấn công lại mình. Nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, tôi đã trình báo với công an khu vực. Phía công an tiếp nhận khiếu nại và hứa sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại tôi đang tới nhà thương để kiểm tra, bác sĩ xem xét các vết thương và khám nghiệm để có bằng chứng pháp lý trong những tố tụng sau này. Họ đã dùng bình xịt hơi cay và xịt vào mặt tôi và hai người bạn kia. Chúng đánh khá nặng tay nên hiện giờ chúng tôi đang bị choáng váng. Nguyên nhân những tên côn đồ trên tấn công nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh là vì lý do bị kết tội phản động. Dựa vào những hoạt động đấu tranh dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam, nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh từng nhiều lần tham gia biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam, phản đối tăng giá xăng dầu và lên tiếng trước những bất công của xã hội. Tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Minh Thúy hôm thứ Sáu 5 tháng 5 đã được trả tự do sau 3 năm tù giam vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự của Chế độ Cộng sản Việt Nam. Bà Minh Thúy là người phụ tá của ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm. Đông đảo bạn hữu và nhiều nhà hoạt động nhân quyền như blogger Huỳnh Ngọc Trên, bà Đặng Bích Phượng, bà Nguyễn Thúy Hạnh cùng một số người khác đã có mặt tại nhà của bà Minh Thúy ở tỉnh Hưng Yên để chào đón bà. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt giam ngày 5 tháng 5 năm 2014 trong vụ án blogger Anh Ba Sàm. Sau gần 2 năm tạm giam, bà và ông Nguyễn Hữu Vinh bị một phiên tòa
vào ngày 23 tháng 3 năm 2016, kết án lần lượt 3 năm và 5 năm tù giam. Họ kháng cáo và phiên tòa phúc thẩm vào ngày 23 tháng 9 năm 2016. Giữ nguyên các bản án sơ thẩm, luật sư của bà Minh Thúy trong vụ án là ông Hà Huy Sơn cho biết bà đã từ nhà tù ở Thanh Hóa về thẳng quê ở Hưng Yên. Sau khi về đến nhà, bà có nhờ luật sư Sơn gửi lời cảm ơn tới tất cả cộng đồng trong nước và nước ngoài vì sự quan tâm đến bà trong 3 năm qua. Ông cũng cho biết hiện giờ bà Minh Thúy cần có thời gian để ổn định sức khỏe, ổn định gia đình, chăm sóc hai con nhỏ sau 3 năm vắng nhà. Bà chưa có kế hoạch nào cho tương lai. Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Kỳ Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6 mùng 5 tháng 5 2017, Dow Jones 21.006.94, week today cộng 0.32% và year today cộng 6.30%. Nasdaq 6.100.76, week today cộng 0.88% và year today cộng 13.33%. S&P 500 2.399.29, week today cộng 0.63% và year today cộng 7.17%. Giá vàng là $1,228.40 một ounce căn cứ vào thứ 6 mùng 5 tháng 5 2017. Giá dầu thô $46.47 một barrel cũng căn cứ vào thứ 6 mùng 5 tháng 5 2017. Và giá xăng là $2.361 một gallon căn cứ dữ kiện của từ công ty AAA thứ 6 mùng 5 tháng 5 2017. $1 của Hoa Kỳ tương đương 0.9093 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ thứ 6 mùng 5 tháng 5 2017 và tương đương với 0.7702 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.90 đồng yuan nhân dân tệ Trung Quốc và tương đương với 58.06 đồng ruble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ 5 ngày 4 tháng 5 2017, 30 năm cố định là 4.02% và 15 năm cố định là 3.27%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 29 tháng 4 2017, có 238.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 19.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 113 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 22 tháng 4 2017, Mỹ có 1.964.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 23.000 so với tuần lễ trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2000. Kinh tế Mỹ trong tháng 4 2017 đã cung cấp 211.000 việc làm mới, vượt xa mức 185.000 của sự kỳ vọng. Tỷ số thất nghiệp của tháng 4 xuống mức 4.4% là mức thấp nhất kể từ tháng 5 2007. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần này thị trường chứng khoán có cả 3 chỉ số đều đi lên. Dow Jones tăng cộng 0.32%, Nasdaq tăng cộng 0.88% và S&P 500 tăng cộng 0.63%. Chỉ số Dow Jones vượt trở lại lên trên mức 21.000, Nasdaq trên mức 6.100. Cùng ngày thứ 6, thị trường chứng khoán thế giới trở lại bình thường. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.70%. Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.84%. Shanghai Composite giảm trừ 0.78%. Chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.55% và London FTSE 100 tăng cộng 0.68%. Tương tự như tuần trước, đồng đô la tuần này xuống giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu và với đồng Anh Kim, nhưng lại lên giá so với đồng yuan nhân dân tệ Trung Quốc và với đồng ruble của Nga. Điều này hẳn nhiên không tiện lợi cho người Mỹ đi du lịch Âu Châu, Á Châu và các nước khác. Nhưng về kinh tế và đặc biệt là ngành xuất cảng, hàng hóa Mỹ sẽ rẻ hơn trước, dễ cạnh tranh hơn với hàng hóa các nước khác. Do đó ngành chế tạo, xuất cảng và du lịch sẽ được thuận lợi hơn.
Giá dầu thô tuy đã điều chỉnh xuống 46 đô la 47 sen một barrel ngày nay, so với giá 26 đô la một barrel hồi tháng 2 năm 2016. Sự kiện này sẽ giúp ích cho sự phục hồi của kỹ nghệ khai thác dầu và do đó cũng sẽ đẩy mạnh sự phát triển kinh tế Mỹ. Nếu nhìn chung thì chứng khoán ngành dầu đã bị thiệt hại nhiều nhất trong năm 2017, mặc dù giá dầu thô cải thiện từ 26 đô la một barrel từ đầu năm 2016 đã lên đến 46 đô la một barrel hiện nay. Chứng khoán ngành dầu thô đã mất 11% trong năm 2017, mặc dù năm 2017 là năm rất mạnh của thị trường chứng khoán. Ngày 29 tháng 4 2017, Tổng thống Donald Trump đã bước vào ngày thứ 100 của nhiệm kỳ. Tuần lễ này, Tổng thống Donald Trump đã thành công trong việc Healthcare Act đã được Hạ viện thông qua và đang trên đường đến Thượng viện. Tình hình kinh tế đã ổn định hơn trước nhiều, đặc biệt là số việc làm trong tháng 4 đã đi lên và tỷ số thất nghiệp đi xuống chỉ còn 4.4%. Thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục phản ánh niềm tin của giới đầu tư và giới tiêu thụ vào sự phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay. Kinh tế thế giới. Nội các của Tổng thống Donald Trump vẫn áp dụng chính sách cứng rắn trước sự gây hấn của Bắc Hàn. Chính phủ Mỹ đã tiếp tục đưa ra tất cả những lựa chọn từ ngoại giao đến quân sự cần thiết để đối phó với tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Dân chúng Mỹ gia tăng sự ủng hộ lập trường dứt khoát và các quyết định chớp nhoáng và vũ bão Hoa Kỳ đối với các lực lượng thù nghịch đe dọa đến nền an ninh quốc gia. Tổng thống Venezuela đang gặp nhiều khó khăn đối với phong trào nổi dậy của dân chúng trước tình trạng kinh tế khủng hoảng hiện nay. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Đưa Twitter lôi ASEAN vào vòng tay Bắc Kinh do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Trong tư cách chủ tịch luân phiên Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á, Tổng thống Rodrigo Duterte của Phi Luật Tân đã làm thay đổi mối quan hệ Trung Quốc và Hiệp hội. Hiệp hội kỷ niệm 50 năm thành lập khi các nguyên thủ quốc gia họp tại Manila trong 3 ngày kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017 dưới sự chủ tọa của Duterte. Truyền thông quốc tế ít quan tâm nhưng nhấn mạnh đến yếu tố hiệp hội đang rơi vào vòng tay của Trung Quốc. Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á kỳ vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, châu Âu vào năm 2050 với GDP 9.000 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, cũng có một số lạc quan hơn nghĩ đến thời điểm 2030. Phấn khởi trước giả tưởng này đã dẫn những nhà lãnh đạo Đông Nam Á lấy chủ đề cho Thượng đỉnh 2017, chung tay đổi thay, kết nối toàn cầu. Vì thế, bản tuyên bố của Chủ tịch Duterte đã bỏ ý tưởng lên án Trung Quốc, xâm chiếm đất đai quân sự hóa, bất chấp phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực về luật biển hồi tháng 7 năm 2016, nhưng nhấn mạnh đến phát triển sự hợp tác giữa Hiệp hội và Trung Quốc. Duterte tự nhận là hậu duệ Hán tộc, thù ghét Tây Phương, muốn ngưng liên minh với Hoa Kỳ để kết thân với Trung Quốc và Nga. Tổng thống Duterte đã từ chối lời mời thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump. Kế hoạch thao dược thường niên Hoa Kỳ và Phi Luật Tân năm 2017 không còn nội dung quân sự. Giới lãnh đạo cộng đồng đang cố tránh dính vào cuộc tranh giành ưu thế chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Không nước nào có thể đứng ngoài ảnh hưởng của đệ nhất, đệ nhị thế chiến và chiến tranh lạnh. Chọn lựa thế đứng sẽ quyết định vận mệnh của mỗi dân tộc. Cộng đồng chung châu Âu vẫn đứng dưới chiếc dù che của Minh ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, mà Hoa Kỳ đóng góp nhiều nhất, nên không bị Liên Xô nuốt chửng. Liên Xô bị giải thể vào năm 1991. Các quốc gia Đông Âu và Baltic đã thoát khỏi gông cùm cộng sản để trở về dưới mái nhà xưa, nơi đầy ắp tình thương và nếp sống văn minh. Các quốc gia bé nhỏ như Estonia,
Lithuania, Latvia vẫn một lòng chung thủy với minh ước bất chấp mối đe dọa thường trực từ Mạc Tư Khoa. Estonia có 1.3 triệu dân đã góp 2.1% GDP cho minh ước và lợi tức bình quân đầu người GDP là 18.000 Mỹ Kim so với 9.000 Mỹ Kim của Nga. Nhật Bản và Đại Hàn liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ từ sau năm 1975 nên mới giữ vẹn lãnh thổ và tạo ra kỳ tích kinh tế khiến thế giới phải khâm phục. Châu Âu, Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba đã thành rồng thành hổ mà chẳng mất tất đất nào, vẫn duy trì nền văn hóa dân tộc, có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Cộng sản Việt Nam ôm chân Liên Xô và Trung Quốc mà bị mất đất, đảo và bị lấn biển. Lợi tức bình quân đầu người GDP của Trung Quốc là 8.000 Mỹ Kim so với Việt Nam 2.000 Mỹ Kim. Trung Quốc chiếm toàn bộ Hoàng Sa năm 1974, một phần Trường Sa năm 1988, năm 2012, chiếm Scarborough Shoal. Bắc Kinh cũng kiểm soát thực tế 80% biển Nam Trung Hoa kể từ năm 2013. Bắc Kinh cần thời gian củng cố các vùng đất cưỡng chiếm của láng giềng rồi mới ra tay tiếp, khiến cho những kẻ thiếu trí tin vào nhành ô liu của Trung Quốc. Bắc Kinh đang chuyển đổi nền kinh tế nên cần tuồn công nghệ lạc hậu tới các quốc gia Đông Nam Á với chủ trương biến khu vực này thành công xưởng thế giới của ông chủ Bắc Kinh. Giám đốc phụ trách Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á Eric Sikwik cảnh cáo Hà Nội cần chú ý để không trở thành bãi rác công nghệ cũ của Trung Quốc. Việt Nam sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất do bị ràng buộc bởi 16 chữ vàng và 4 chữ tốt được Bắc Kinh áp đặt. Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba giao thương với Hoa Kỳ đã thành rồng thành hổ. Việt Nam buôn bán với Trung Quốc nên ngày càng nghèo và tụt hậu. Giới lãnh đạo cộng đồng kinh tế Đông Nam Á hy vọng bộ quy tắc ứng xử trên biển Nam Trung Hoa sẽ ra đời trong nay mai hoặc vào năm 2018, tương tự như bộ luật biển cấp vùng để gìn giữ hòa bình, ổn định, phát triển. Trung Quốc từng đóng vai trò quan trọng khi xây dựng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, nhưng Bắc Kinh không thi hành nghiêm chỉnh liên quan đến quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước Đông Nam Á. Khó tin Bắc Kinh sẽ chịu nhượng bộ các quốc gia Đông Nam Á trong việc soạn luật theo nguyên tắc trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển vì Trung Quốc đã không công nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực về luật biển. Bộ quy tắc sẽ trở thành tờ giấy lộn nếu một thành viên của Hiệp hội hoặc Trung Quốc không đồng ý. Hoa Kỳ đang tìm kiếm đồng minh, đối tác, cùng chung niềm tin và có trách nhiệm mà không hề cưỡng ép. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có toàn quyền chọn lựa và gánh chịu hậu quả. Kính thưa quý vị, đã theo dõi bài thời sự với chủ đề Do Twitter lôi ASEAN vào vòng tay Bắc Kinh do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Chúng tôi xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Đài truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn xin gửi đến quý vị bản thông báo của quận Fairfax, Virginia, Neighborhood Crime Canvas, xuất bản ngày 22 tháng 4 năm 2017, số trường hợp 2017-11000050. Cảnh sát quận Fairfax đang yêu cầu sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc xác định người chịu trách nhiệm về tội giết người của Nguyễn Công Hữu, 77 tuổi. Các nhân viên cảnh sát đã được triệu tập đến cộng đồng người nghỉ hưu cao cấp Little River Glen, địa chỉ 4003 Parker Court vào ngày thứ Năm, ngày 20 tháng 4, sau 8 giờ sáng, cho báo cáo của một cư dân của trung tâm, người đã được tìm thấy đã chết trong chung cư. Các nhân viên đã đến và được hướng tới căn hộ nơi họ tìm thấy người quá cố, sau đó xác định là ông Nguyễn, với chấn thương rõ ràng cho phần trên cơ thể. Bất cứ ai có thông tin đều được yêu cầu liên lạc với Thám tử Long thuộc phòng tội giết người
tại số 703-246-7800 hoặc số 703-246-7810 hoặc Gram Solvers điện tử bằng cách truy cập www.fairfaxgramsolvers.org hoặc tax một tip bằng cách nhắn tin tip 187 cộng với tin nhắn của bạn cho 274-637 hoặc gọi số 1-866-411-8477 hoặc gọi cho quận Fairfax Cảnh sát ở số 703-691-2131. Bạn nên liên lạc với cảnh sát nếu có thấy ai nghi ngờ trong khu vực, nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ này. Hãy nhớ rằng, thông tin bạn có, bất kể bạn cảm thấy nó là tầm thường, có thể là liên kết quan trọng trong giải quyết trường hợp này. Người báo tin cung cấp thông tin của họ thông qua Crime Solvers có đủ điều kiện để nhận khoản tiền thưởng từ $100 đến $1,000 nếu thông tin của họ dẫn đến việc bắt giữ và hoặc đóng cửa. Người báo tin không bao giờ phải cung cấp tên của họ, chỉ cần các thông tin. Bất cứ ai có thông tin đều được yêu cầu liên lạc với Crime Solvers qua điện thoại theo số 1-866-411-8477 hoặc email tại fairfaxcrimesolvers.org hoặc văn bản tip 187 cộng với thông điệp của bạn đến Crimes hay số 274-637 hoặc gọi cảnh sát tại 703-691-2131. Thám tử J.D. Long 703-246-7810.